Chào mừng các bạn đến với bài học mới hôm nay. Các bạn hãy mở file số liệu thực hành lên và chúng ta sẽ đi đến phần quan trọng, đó là phần cái chuyển doanh thu để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Nào, các bạn hãy mở lên. Sau đó đến tháng 1. Và kéo xuống phần kết chuyển cuối kỳ. Chúng ta sẽ thực hành phần kết chuyển doanh thu tài khoản 5.1.1 sang tài khoản 9.1.1 để xác định kết quả kinh doanh của tháng 1. Ở đây các bạn thấy rằng tài khoản 5.1.1 chúng ta kết chuyển từ tài khoản chi tiết. Tại vì khi mà phát sinh thì chúng ta hạch toán theo tài khoản chi tiết. Các bạn sang cái sang sheet bạn cân đối số phát sinh tài khoản 5.1.1 thì chúng ta thấy ở đây tài khoản 5.1.1 ở đây được mở tài khoản được mở chi tiết. Rất là nhiều tài khoản chi tiết. Thì ở đây tùy theo cách tổ chức của mỗi người. Các bạn nếu như các bạn không mở tài khoản những tài khoản chi tiết này ra thì mà hạch toán tài khoản cấp 1 hoặc là cấp 2 thì chúng ta sẽ kết chuyển từ tài khoản cấp 1 hoặc cấp 2 tương ứng. Về công thức kết chuyển tài khoản 5.1.1 sang tài khoản 9.1.1 thì chúng ta cũng sử dụng hàm submit. Chúng ta luôn luôn sử dụng cái hàm submit này trong quá trình làm công thức kết chuyển. Và ở đây các bạn thấy rằng hàm submit khi mà chúng ta làm công thức kết chuyển thì chúng ta cũng xác định bằng cách là lấy tổng cái số phát sinh bên có tài khoản 5.1.1 tổng những mức toán phát sinh bên có tài khoản 5.1.1 là ở bên cột khác này, trừ đi cho những cái mức toán ở bên nợ tài khoản 5.1.1 ở bên cột E. Bên nợ 5.1.1 ví dụ như là những cái mức toán liên quan đến giảm giá hàng bán làm giảm cái doanh thu xuống thì nó sẽ có, thì cái phần mà chúng ta kết chuyển vào 9.1.1 là cái phần bằng phần phát sinh bên có trừ cho phát sinh bên nợ thì khoảng 5.1.1 thì chúng ta cũng đi làm cái công thức submit là bằng tổng cái phần phát sinh bên bên có tổng phần phát sinh bên có thì khoảng 5.1.1. Chúng ta filter thì khoảng 5.1.1 lần. Ở đây tháng 1 thì chỉ có một cái nghiệp vụ thôi. Và ở bên nợ thì nó không có những cái bút toán phát sinh. Mà những bút toán phát sinh bên nợ 5.1.1 thường là những bút toán thường liên quan đến những cái công ty thương mại nhiều hơn. Nó có thường xuyên giảm giá hàng bán. Vâng. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta làm cho nó đúng mọi trường hợp. Để sau này ví dụ như năm này không có phát sinh những cái bút toán bên nợ tài khoản 5.1.1 thì có thể những năm sau nó có thể có phát sinh những một số cái nghiệp vụ liên quan thì chúng ta cũng không phải làm công thức lại nữa. Ở đây các bạn thấy rằng tôi để dấu trừ đằng trước, dấu trừ tức là sum F bên A là tôi bằng trừ cái phần phát sinh giảm tài khoản giảm doanh thu trước, sau để dấu cộng là bằng bên những cái bút toán phát sinh bên có tài khoản 5.1.1. Thực ra cái này chúng ta thích để đằng trước hay để đằng sau cũng được, quan trọng là kết quả nó ra bằng đúng. Về mặt toán học thì các bạn thấy ở đây tôi để dấu trừ đằng trước, ở phía này là dấu cộng thì nó cũng giống như cái vế này đằng ở phía trước và vế đằng sau là chúng ta dấu trừ. Bây giờ chúng ta sẽ làm công thức cái chuyển cho cái bút toán đầu tiên tài khoản 5.1.1 sang 9.1.1. Ở đây tôi lưu ý các bạn như thế này, ở đây chúng ta thấy rằng ở đây là cái chuyển tài khoản từ tài khoản chi tiết không thôi, không có những cái bút toán 5.1.1. Nhưng ví dụ như ở trong phía trên này các bạn hạch toán, ví dụ như ở đây các bạn quên hạch toán tài khoản chi tiết mà hạch toán bằng tài khoản cấp 1 thì lúc này nếu như
Nếu như chúng ta không thêm vào cái bút toán, chúng ta không thêm vào cái bút toán cái chuyển từ tài khoản 511 sang tài khoản 911 thì cái phần tài khoản 511 của chúng ta sau này nó sẽ có số bên này nó sẽ có số dư, và lúc đó chúng ta phải kiểm tra lại. Nếu như có số dư thì chúng ta phải kiểm tra lại là cái chỗ nào chúng ta không hạch toán tài khoản chi tiết mà chúng ta hạch toán bằng tài khoản cấp 1. Do đó nếu như các bạn muốn loại đi những cái trường hợp mà ví dụ như những trường hợp mà chúng ta hạch toán bằng tài khoản 511 tài khoản cấp 1 luôn thì cái kết quả nó ra vẫn đúng, thì ở đây chúng ta có thể thêm lên một dòng, thêm một dòng. Và ở đây thay vì nó là một cái tài khoản chi tiết thì ở đây chúng ta sửa lại thành tài khoản 511. Thì ví dụ như khi mà phát sinh doanh thu mà nếu như ở trên này chúng ta hạch toán bằng tài khoản cấp 1, ví dụ như ở đây là tài khoản cấp 1 chúng ta hạch toán tài khoản 511 thì ở chỗ này nó sẽ tự động nó cũng kết chuyển, và cái kết quả hoạt động của kinh doanh của chúng ta vẫn chính xác. Do đó các bạn có thể thêm luôn cái bút toán này, cái chuyển từ tài khoản cấp 1 luôn, để có những lúc mà chúng ta quên hạch toán tài khoản chi tiết mà chúng ta hạch toán tài khoản cấp 1 thì cái kết quả hoạt động kinh doanh của chúng ta vẫn luôn luôn đúng. Bây giờ chúng ta sẽ làm công thức cái chuyển. Về phần công thức cái chuyển thì các bạn có thể xóa cái phần này để chúng ta làm lại công thức, hoặc là chúng ta sẽ làm lại bên cục ri này để chúng ta hiểu, và chúng ta nên thực hành nhiều lần. Chúng ta chỉ cần làm một cái dòng đầu tiên thôi, và chúng ta sẽ copy xuống những cái toán tương tự ở bên dưới này. Bây giờ chúng ta sẽ làm công thức cái chuyển. Chúng ta bắt đầu sử dụng hàm SUMMIT. SUMMIT tổng những cái bút toán phát sinh bên có của tài khoản 511, tài khoản chi tiết 511. Ở đây các bạn, chúng ta đang làm công thức ở dòng 231 thì chúng ta sẽ lấy cái vùng data, vùng dữ liệu, vùng dò tìm và vùng số tiền cần tìm, cần tính tổng. Chúng ta sẽ lấy đến dòng 230, từ cái dòng số 9 đến dòng 230, như vậy nó sẽ không bỏ sót bất cứ một cái bút toán nào. Đồng thời khi chúng ta làm đến cái số liệu đến cái vùng dò tìm của chúng ta đến dòng 230 thì khi chúng ta copy công thức từ của cái khoản cái chuyển doanh thu 511 sang tài khoản 911 sang bên những cái tài khoản 515 cái chuyển với 911 rồi 711 cái chuyển sang 911 nó cũng sẽ chính xác. Do đó chúng ta trước mắt chúng ta sẽ làm công thức đầu tiên bằng SUMMIT. Cái vùng dò tìm đầu tiên ở những cái cho những cái bút toán phát sinh bên có của tài khoản 511 là ở bên cục H. Chúng ta sẽ chọn từ cục H9 đến H230. Thì ở đây các bạn thuận tiện thì các bạn sẽ click vào ô H230 này, sau đó rê cái thanh trượt bên phải này lên trên cùng, giữ phím Shift và click vào ô H9. Ở đây chúng ta sẽ bấm F4 để cố định cái vùng điều kiện của chúng ta, để khi chúng ta copy xuống công thức xuống những cái dòng bên dưới thì cái vùng điều kiện của chúng ta nó không bị thay đổi. Chúng ta bấm dấu phải, sau đó chúng ta sẽ chọn cái giá trị dò tìm, cái điều kiện dò tìm hay là cái giá trị dò tìm của chúng ta đang tính tổng những cái bút toán bên có tài khoản 511 hay 511 của tài khoản chi tiết, thì chúng ta sẽ chọn cái giá trị ở đây, tương ứng ở đây OE231 này. Chúng ta bấm dấu phải, sau đó chúng ta sẽ chọn cái vùng tiền cần tính tổng là từ Y9 đến Y230. Thì dưới đây chúng ta cũng click vào OY230 và rê thanh trượt này lên trên cùng. Chúng ta sẽ giữ phím Shift và click vào OY9. Và ở đây thì chúng ta cũng bấm F4 để cố định cái vùng cần tính tổng này lại, để khi chúng ta copy công thức xuống thì cái vùng cần tính tổng nó không bị thay đổi. Chúng ta đóng ngoặc.
Như vậy thì ở đây chúng ta đã làm xong một cái vế, đó là vế tính tổng tổng những cái bút toán bên phát sinh tăng doanh thu. Tăng doanh thu thì chúng ta hạch toán bên bên có, chúng ta trừ lại cho những bút toán làm giảm doanh thu, như ví dụ như giảm giá hàng bán, thì lúc đó là bút toán nó sẽ làm ở bên nợ, nợ 511 hay là 511 tài khoản chi tiết, và đối ứng bên những cái tài khoản giảm doanh thu tương ứng ở bên cục H này, chúng ta sẽ trừ sum if. Và lúc này những cái tài khoản giảm doanh thu thì sẽ hạch toán bên bên nợ, tức là cục A, chúng ta sẽ chọn từ A9 đến A230. Thì ở đây các bạn có thể click vào ô A9 này và cũng có thể gõ tay A9, chúng ta bấm chấm hai chấm, sau đó bấm chữ A và A9, chúng ta sẽ thừa 230 mà chúng ta không cần phải kéo ria chuột lên xuống, sau đó bôi đen và chúng ta bấm F4 để cố định lại. Và cái giá trị vào tiền của chúng ta lúc này vẫn là E231, chúng ta có thể gõ tay E231. Và cái vùng số tiền mà chúng ta cần muốn tính tổng lại nó vẫn là Y9 đến Y230, thì ở đây chúng ta có thể bôi đen và copy cái đoạn này, chúng ta dán ra phía đằng sau, chúng ta đóng ngoặc lại và chúng ta enter. Như vậy thì chúng ta đã xong công thức đầu tiên. Việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ copy những cái công thức đầu tiên này xuống những cái dòng bên dưới. Ở tháng 1 này thì chỉ có một bút toán phát sinh mà thôi, liên quan đến doanh thu chỉ có một bút toán phát sinh, là chúng ta thấy ra số tiền giống như ở bên này rồi. Như vậy việc làm cái chuyển doanh thu sang tài khoản 511 sang tài khoản 911 cũng rất là đơn giản. Và khi chúng ta làm công thức như thế này thì những cái năm sau chúng ta không cần phải làm công thức lại nữa, chúng ta chỉ cần hạch toán những bút toán phát sinh mà thôi. Thì cái chuyển doanh thu sang cái chuyển sang doanh thu để xác định kết quả hoạt động kinh doanh, thì ở đây chúng ta chú ý rằng ở đây chúng ta có cái tài khoản 511 cái chuyển sang sang 911. Rồi chúng ta còn có cái tài khoản 515. Tài khoản 515 là doanh thu hoạt động tại tài chính. Cũng cái chuyển sang tài khoản 911. Rồi chúng ta sẽ có tài khoản 711 cái chuyển sang 911. Thì các bạn thấy rằng tài khoản 511 và tài khoản doanh thu thì nó cũng là một cái bản chất, nó là tài khoản doanh thu. Tài khoản 515 và 711 cũng vậy, nó cũng là tài khoản nó cũng là bản chất, nó cũng là doanh thu và đều cái chuyển sang 911. Có công thức cái chuyển như nhau, đều hạch toán như nhau. Khi mà hạch toán cái chuyển sang 911 vẫn là hạch toán bên nợ và đối ứng với tài khoản 911. Do đó các bạn thấy ở đây rằng khi chúng ta cái chuyển cái tài khoản 511 sang 911 xong, thì ở đây các bạn thấy rằng tài khoản 515, 515A, 515B thì chúng ta ở đây là cái phần doanh thu hoạt động tài chính ở đây. Thì các bạn thấy rằng tài khoản doanh 511 này với 511 đều cái chuyển sang tài khoản 911 đều hạch toán bên bên nợ, nợ 511 có 911, nợ 515 có 911. Thì ở đây công thức của chúng ta cũng không cần phải làm lại, mà chúng ta sẽ cần copy công thức ở trên này xuống. Các bạn lưu ý cái vùng phát sinh của tài khoản 515 thì nó phát sinh đến cái vùng mà chúng ta tô màu ở trong cái phần cái chuyển tài khoản 413 ở đây. Còn tài khoản doanh thu thì nó sẽ không có 511, nó sẽ chỉ phát sinh trên cái vùng từ tài khoản 919 từ cái dòng 194 trở lên thôi. Nhưng lúc chúng ta làm cái công thức cái chuyển cho tài khoản 515 này thì chúng ta lấy luôn đến dòng 230. Do đó cái công thức ở tài khoản 515 cái chuyển sang 911 này
thì chúng ta chỉ cần copy công thức này xuống nữa là xong, chúng ta không cần phải làm lại. Tương tự như tài khoản 711 cũng vậy, 711 thì ở đây chúng ta cũng chỉ cần copy công thức này xuống dưới cái bút toán, cái chuyển của tài khoản 711 sang 911 mà không cần phải làm lại. Đây, chúng ta sẽ copy công thức này xuống, sẽ xuống cái bút toán 911 nợ 711 có 911, và chúng ta chỉ cần copy vào là xong. Ở đây thì nó không có phát sinh mà chúng ta không cần phải làm lại cái công thức từ đầu. Để cho nó thành thạo tùy thay về các bạn copy như vậy thì các bạn có thể tự làm công thức vào đây thì chúng ta thành thạo hơn. Nhưng ở đây là tôi hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta tiết kiệm thời gian. Như vậy là cái phần cái chuyển các tài khoản doanh thu 511 515 711 sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh của chúng ta. Đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.